thì tắm 3 ngày 3 khúc thì một ngày phải tắm tổng quát chứ. Thế là một tuần như thế là ông chỉ tắm có một ngày là tất cả người thôi. Còn nữa là ông chia ra. Thì chả thế à? Thế đỡ tốn nước nhè. Đỡ tốn xà phòng nữa nhè. Tao là sợ rét. Sao phải chia ra tắm như... Tha hồ mà thối. Này cái khúc này tắm đầu tiên nhá, phải 4 ngày sau nó mới được tắm lại đấy. Nãy giờ không có ông ở đây, chả nghe mùi gì. Tự nhiên ông lại đây cái nghe mùi khắm đấy. Khắm với thằng cha mày. Tao đi vừa đi bịt khế về cho bọn mày đấy còn. Hôm qua ông không tắm à? Có chứ. Có sao thối thế? Bọn mày nói nào chứ. Làm chỉ có mùi gì? Hay là cái mùi đấy cái túi bóng này? Không nghe mùi gì đâu. Bọn mày nói nào chứ. Tao có nghe mùi gì đâu. Mùi của ông sao ông ngửi được? Mùi bốc từ ông ra. Chuẩn không? Chuẩn luôn. Úi chào ôi. Mùi mày có vấn đề gì chứ? Người tao có gì đâu. Có mùi gì đâu. Mũi mày thính như kiểu mũi chó bét ấy nhỉ. Mùi gì cũng ngửi đấy được. Cái này không cần chó bét nó vẫn nghe nhá. Thế nãy giờ mày cũng nghe thôi. Đúng không? Thì tao cũng nghe mùi nhưng tao chưa định vị được là nó ở chỗ nào. Thì lại người ta ngồi gần đây chả biết à. Cái mũi tao ngoảnh sang bên này không nghe gì. Mà cái mũi trỏ về đây thì lại nghe mùi nồng nặc ra. Này sao mày siêu thế? Mày không mọc anten giống như của ông mà mày vẫn định vị giỏi thế. Chuyện mùi đấy bọn mày ấy. Tao thì có mùi gì đâu. Mùi này rõ ràng là mùi không tắm. Mùi không. Mày đừng nói điêu. Tao hôm qua vẫn tắm bình thường mà. Ông tắm sao mà mùi thối? Thì tao hôm qua trời lạnh như thế thì tao tắm khúc này thôi. Tắm? Tắm mà mỗi gì tắm mỗi chân. Thì ai bảo là tắm? Tắm mỗi chân xuống thì tắm. Trời lạnh này thì tao chia ra 4 hôm tắm. Hôm tao tắm từ chân xuống. Hôm tao tắm từ này xuống. Hôm tao tắm từ đầu xuống. Chứ không phải lạnh chứ. Đấy là chia 4 của ông á. Chia 4 của ông mà từ chân, từ trên đùi xuống cái chân. Rồi từ cổ xuống đùi. Rồi từ đầu xuống ngang người. Thế mà là 4. Đúng là ông rốt. Thế mà bảo là 4. Cũng bày đặt toán học chia số. Đâu, chia khúc. Chia 4. Cháu mà bọn mày mày. Óc bọn mày mày. Nhỏ thế. Thế nào nữa? Thì tắm 3 ngày 3 khúc. Thì một ngày phải tắm tổng quát chứ. Thế là một tuần như thế là ông chỉ tắm có một ngày là tất cả người thôi. Còn nữa là ông chia ra. Thì chả thế à? Thế đỡ tốn nước nhè. Đỡ tốn xà phòng nữa nhè. Tao là sợ rét. Sao phải chia ra tắm như... Tha hồ mà thối. Này cái khúc này tắm đầu tiên nhá, phải 4 ngày sau nó mới được tắm lại đấy. Choáng. Cái đoạn này chắc là đoạn này hôm nay ngày thứ tư rồi. Đề nghị ông hôm nay về nhá. Phải tắm toàn thân hộ cháu ngay nhá. Không phải chia khúc nữa đâu nhá. Ai đời 4 ngày mới cái đoạn dưới mới được rửa lần. Thế thì chả trách mà khắm. Nhưng mà cháu nãy giờ cháu vẫn đang thắc mắc là làm thế nào mà ông lại... Ông... Ví dụ nhá. Ông tắm khúc này thì từ đây xuống thì là ông rửa thì nó không sao này. Cái khúc trên đầu này thì ông cúi xuống thì nó không bị ướt này. Thế nhưng còn cái khúc giữa, ông tắm kiểu gì để cho nó không ướt được cái khúc đầu và cái khúc chân? Con này ngu, có thế mà cũng không nghĩ ra. Thì có nghĩa là ông xả một cái chậu nước đầy nhá, rồi ông bắt đầu ông nhúng cái đít xuống. Hả? Ông ngửng cái đầu với cái chân lên. Này rồi nhúng nước vào. Ở đây. Rồi khoát. Thế là không bị ướt đầu, ướt đuôi. Biết chưa? Thật ra còn họ. Ông nhỉ? Không phải thế đâu. Mày cũng ngu đốt. Thế thì ông tắm kiểu gì? Ông tắm kiểu gì mà để cái đầu trên không bị ướt, đầu dưới không bị ướt? Hai cái đứa bay ngu thật. Ai bảo ông là bọn cháu ngu? Mà đúng rồi. Ông khôn là đúng rồi. Cái xóm này ai chả biết ông á. Khôn lỏi nhất xóm.
trộm vặt nhất cho. Thật. Có ai bằng ông đâu. Bọn mày đừng ngồi để mà nói điêu nha. Trộm vặt đâu mà trộm vặt. Tao đã ăn trộm vặt cái gì của nhà bọn mày chưa? Ông ấy tuổi gì? Ông tuổi gì mà vào ăn trộm của nhà cháu? Nhà cháu khôn tổng thể tổng hợp thế này còn chưa ăn ai thế này. Nhìn đời khôn lõi như ông mà đòi vào ăn trộm nhà cháu á. Không có cửa đâu ông ạ. Thật. Đấy, ông khôn đấy. Khôn nhất xóm đấy. Thế mà chia 4 người thì chia 4 lần 8. Mà lại chia ra có 3 khúc. Đấy, khôn đấy. Thế cháu hỏi ông là ông tắm kiểu gì? Thì cái khúc dừa đi. Tao vặn chậu nước. Lấy khăn. Tao nhúng vào tao. Giặt cái khăn tao lau. Thế là tắm. Thì chả thế còn gì nữa. Đấy, người ta bảo là lau người chứ ai bảo tắm người. Là tắm khô ấy. Ôi trời ơi. Là không có nước. Thì có. Nhưng tao giặt khăn, tao vắt qua đi, tao phải lau. Thế mà cũng đòi gọi là tắm. Thế cái mùi nó vẫn ở đấy mà. Ừ. Đúng không? Nó có nước dội vào đâu để mà thật. Trôi đi cái mùi đấy. Ghét nó vẫn còn ở đấy chứ đừng nói mùi. Phải nói là 4 hôm mới quay lại mới tắm. Mà cái khúc giữa lại còn tắm khô nữa chứ. Cháu chịu ông được. Cái khúc giữa là quan trọng nhất mà lại tắm khô. Đấy, trời ơi. Mà cháu hỏi này. Thế bà nhà ông ấy, thế mà vẫn cho ông ngủ cùng được là tài đấy. Chả thế à, tao có muốn thế đâu. Bà cứ bắt tao vào ngủ cùng thì tao phải vào ngủ thôi. Ghê thế. Mà hình như đàn bà ấy họ lại thích cái mùi của tao hay sao ấy. Đàn bà nào? Đàn bà nào thích mùi của ông? Mùi của ông có con ma nó thích. Ông đi từ đằng xa lại là bọn cháu đang nghe mùi khai khai rồi. Bảo là thích cứ. Khai khai. Đàn ông thì phải có tí mùi thế mà nó phải hấp dẫn như bọn ôi mày. Ôi. Hấp dẫn ruồi muỗi ấy. Đây này, cái bộ quần áo này này. Chắc là phải cả tuần nay rồi không giặt. Đúng không? Không phải quần áo đi chơi đâu mà giặt. Lao động cũng phải giặt cho nó thơm tho, cho nó sạch sẽ, mặc vào cho nó đỡ ngứa. Đằng này cứ để thế mặc rồi đến ngồi cứ gãi gãi như là khỉ ấy. Ai mà chả phải gãi. Tuần mới tắm lần như thế thì không gãi mới là lạ. Thế ông ơi, ông tối nằm ngủ ông vẫn mặc quần này à? Thì lạnh thế thì chả phải mặc à. Thế sao nhà ông không nằm bỏ đệm xuống mà nằm, mà lại nằm chiếu cói? Ôi sao mày biết? Cháu thừa biết đi chứ. Nhìn cái quần của ông bạc trột cả hai bên đầu gối này là cháu biết rồi này. Dạo này bà nhà ông hăng máu lắm đúng không? Cứ bắt ông quỳ suốt đúng không? Sao mày, cái gì mày biết thế? Cháu nhìn vào hai cái đầu gối của ông đây này, bạc trột đây này, còn rách đây nữa này. Cháu thừa biết luôn đi chứ. Bà nhà ông dạo này ăn cái gì mà hăng thế, máu thế? Bà nhà tao à, dạo này hăng lắm. Ngày nào bà cũng bắt ông quỳ à? Bắt ông trả bài à? Không. Có hôm ấy gì? Có hôm tao cày lại. Có hôm ấy tao cứ đệ thế. Mà công nhận ông cũng liều thật đấy nhỉ. Vẫn cãi lại cơ đấy. Kì hôm này, tao bạn này quần, chuột nó cắn lên một lỗ này. Thế mà bà là, ra là bà cài nhài cả buổi. Thế là tao làm vài câu. Cãi lại bà, thế là tao mở cửa chống bỏ, tao đuổi bỏ đi thôi. Máu của bà ở đây, hăng của bà ở đây ấy, là cái hăng hái đánh ông á, chửi ông á. Thì chặt thế thì còn gì nữa. Ôi dồi ôi. Thế thì ông cút đi. Ông cút đi chỗ khác ngồi đi. Cho quất mắt bọn cháu đi. Mày điên à? Sao mày lại đạp tao? Đấy cháu đang điên đấy. Đang điên ấy cả đầu đây. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thế không có như thế nào thì tao nói như thế đấy chứ. Thế cháu hỏi đây ấy, là hỏi cái máu của bà. Là cái chuyện mà của ông bà ấy. Cái chuyện mà
bà bắt ông trả bài ấy. Chứ còn hỏi ông bà ở nhà cãi nhau đánh nhau thì bây giờ hỏi ông làm cái gì? Tại sao mà ông ngu như thế nhỉ? Ngu cái cha mày chứ. Chứ ông chẳng ngu, hỏi thế mà còn chả biết là trả bài là nó như thế nào à? Tao hiểu bọn mày hỏi rồi. Sao chúng mày lại hỏi những cái việc của ông bà thế? Bọn cháu rồi sau này cũng đến tuổi như ông. Bây giờ không hỏi ông thì bọn cháu biết hỏi ai? Để sau này bọn cháu bằng tuổi ông ấy, xem bọn cháu có làm ăn được cái gì nữa không. Phải đút rút kinh nghiệm từ ông để còn giữ sức khỏe. Để sau này như ông để còn biết đường chứ, bắt chồng trả bài chứ. Không nghe, đến lúc đến tuổi như ông ấy, thằng chồng bảo không làm ăn gì được nữa đâu, thì bọn cháu còn biết đường mà trả lời chứ. Cháu sợ lắm ông ạ. Sợ chồng cháu đến cái tuổi của ông ấy, chỉ là vật trang trí thôi, lúc ấy thì hối hận lắm. Những cái đấy thì bọn mày hỏi làm gì, tao không nói đâu. Già đập ra hạt rồi còn bày đặt é thế. Cái những việc đấy bọn mày về mà hỏi chồng bọn mày, tao không biết đâu. Lại đánh bài chuồn đấy, lại chuồn đấy.